What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với channel Boss kia. Thì hôm nay sẽ là một video rất là đặc biệt. Mình sẽ không review các cái sản phẩm ở bên Boss kia nữa, mà mình sẽ cùng các anh em review một trong những cái món hàng mà mình đặt mua từ trên Shopee. Thì mình sẽ dự định sẽ làm một cái chuyên mục riêng để review những cái sản phẩm giá rẻ ở trên Shopee hoặc là Lazada, bất kỳ sản phẩm nào mà các bạn comment yêu cầu mình kiểm tra hoặc là đánh giá. Thì đây mình sẽ mở đầu bằng một cái đơn hàng mình đặt trên Shopee, giá chỉ có 111.000 thôi mà có đến những 3 món hàng. Vậy chứng tỏ là mỗi món hàng này nó chỉ rơi vào khoảng tầm giá dưới 100.000 mà thôi. Vậy bây giờ mình sẽ cùng đi mở hộp nhé. Ok. Đây, để nhìn rõ hơn thì mình sẽ cho các bạn xem. Đó, cái hộp của nó đây. Nó sẽ có giá thu hộ là 111.848 đồng. Đó, gồm có 3 sản phẩm luôn. Đó, cái thằng shop này hình như nó hết một cái sao, nó in rất là mờ luôn. Đây, mình khó có thể cho các bạn xem rõ được. Đó, gồm có 3 sản phẩm này. Cái headphone này, đó, chụp tai nghe nhạc này, đồng hồ nam, nữ, dây đeo silicone có led 7 màu luôn. Đồng hồ nam nữ dây điện tử mặt vuông siêu đẹp. Đó, có đến 3 cái. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ cần đến một con dao đọc giấy. Hộp của nó khá là nhỏ, không biết sao mà có cái tai nghe mà nó có thể chứa được trong cái hộp này, không biết. Mình cũng đang rất là thắc mắc đây. Đây là đang mình nguyên siêu nha, chưa có bóc nha. Bây giờ mình mới bóc đấy. Đó, ok. Rồi, ở trong này thì chúng ta sẽ thấy, wow, một cái đồng hồ. Chất thế chứ. À, nhìn cũng khá là đẹp. Ok. Một cái đồng hồ điện tử nữa, vậy là hai cái đồng hồ. Ui cha, cái đồng hồ này nhìn có vẻ khá là giống đồ chơi. Và một cái tai nghe. Wow, cái tai nghe này phải nói là cực kỳ dễ thương luôn các bạn ơi. Nó rất là to. Nó to đến nỗi phải chắc bằng hơn hai ngón tay của mình một xíu thôi. Thật là dã man. À, để xem thử trong thùng này chúng ta còn gì nữa không. À, ta còn một cái bịch. Ồ, bịch này để làm gì ta? Mình cũng không biết dùng để làm gì luôn. À, cái bịch này hình như là để bịch đựng tai nghe mà sao nó lại cho ở ngoài, tai nghe ở ngoài không cho gần đây ta. À, để mình cho vào cho nó bài bản nha, coi như mình đóng gói dùng shop luôn. Cái này nó có phải bài bản không? Ok. Rồi, ở đây là danh sách 3 món hàng mình đặt ở trên Shopee thì giá hơn 100.000. Rất là bất ngờ vì cái tai nghe này khá là dễ thương. Rồi, ok, mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết từng món hàng một nha. Bây giờ mình sẽ cùng review cái đồng hồ này trước. Đây là cái đồng hồ điện tử mà mình thấy giá của nó để trên Shopee là khoảng tầm 18.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Và hình như là nó có thể hiển thị giờ đấy. Rồi, mình sẽ đánh giá về phía bên ngoài trước. Về cái dây đeo thì mình sẽ thấy đây là một cái dạng dây đeo dạng như là dây đeo đồ chơi thôi, bằng nhựa. Khá là cứng. Và cái độ đàn hồi của nó cũng không có được ngon lắm. Đây sẽ có các cái lỗ để mình nút vào trong cái này, để mình đeo vào tay cho nó chắc chắn. Để mình xem được coi nó có đeo được không. Kiểu này thì khó nhỉ, khá là khó đeo đấy. Bấm vào như thế này chăng? Rất là cứng. Cái này dạng như là đồng hồ đồ chơi vậy. Ok, vậy mình bỏ qua phần cái dây đeo đi. Khá là khó chịu rồi. Chúng ta sẽ có thêm một cái mặt này, chắc là bằng nhựa chứ không phải là bằng kính rồi các bạn ạ. Bằng nhựa thôi. Thì có mười mấy ngàn thôi mà. Chắc dạng đồng hồ đấy, mình sẽ lột cái lớp này gọi là lớp bảo vệ. Mình lột vào. Đó, rất là phê. Đó, đây là một cái lớp bằng nhựa thôi. À, ấn vào cái nút bên này thì nó sẽ hiện lên cái giờ đang chạy. Nó chỉ hiện lên được có vài giây thôi, rồi tự tắt. Đó, đấy, chỉ có khoảng tầm 5 giây. Thì nó tự tắt luôn. Ở đây hiện tại đang là 12:10. Để mình xem thử coi có cách nào để chỉnh không. Đó, mình vẫn có thể chỉnh được ở đây. Nếu mà mình nhấp cái nút này thì mình có thể chỉnh được. Bây giờ mình chỉnh lại cho đúng giờ nha. Rồi, ok, chắc dấu phẩy hiện lên chứng tỏ là buổi chiều hay buổi trưa gì đấy.
Ấn một lần nữa thì chúng ta sẽ chỉ qua kim phút và có thể chỉnh đồng hồ phút được. Đó, sau đó mình ấn một lần nữa, ấn cái này nữa. À, cái nút này nó cũng không có cái độ đàn hồi cao lắm các bạn. Nhất là cái nút ở bên này thì mình bấm nó cảm giác như không hề có độ nảy lên luôn. À, chỉ bấm là khi nào thấy cái màn hình nó đổi số thì mình biết là đã nhận thôi. Đó, còn bên này thì cũng có độ nảy đấy. Cái nút to này thì nảy hơn một chút. Độ dày của cái thằng đồng hồ này thì nó cũng thuộc dạng là tương đối, khi mà đeo lên tay thì có vẻ như là nó cũng rất là vừa. Đây, nó cũng khá là ngang với lại những cái đồng hồ bình thường khác. Nói chung là nó giống như đồng hồ đồ chơi nhưng mà là nó to hơn một chút thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ không có hiển thị mãi mãi mà nó chỉ hiển thị có mấy giây thôi, mỗi lần xem mình lại phải bấm, nó rất là khó chịu. Cái đồng hồ này chắc cũng chỉ để chơi, để trưng thôi chứ cũng không có làm gì được hết. Để mình xem thử coi nó có thể thay được pin không nhé. Ở đằng sau này chúng ta sẽ không thấy có cái ốc vít nào ở đằng sau hết. Mặt trước cũng không có ốc vít nào hết. Mình không hiểu là làm sao để mà có thể thay pin được nhỉ. Hình như nó có cái hình ốc vít nhưng mà lại bằng nhựa luôn. Mình xem thử coi. À, các bạn có thể nhìn thấy là nó có bốn cái lỗ nhỏ ở đây nhưng mà lại không phải là ốc vít nằm ở trong. À, rất là cứng, cũng không mở ra được luôn. Có lẽ là nó sẽ fit cứng cái này vô trong này luôn và sử dụng, khi nào hết pin thì chắc phải đập ra thôi. Rồi nó cũng chỉ có khoảng tầm mười mấy ngàn thôi, không có đáng giá bao nhiêu tiền. Ok, cái này chắc là mình vứt đi cho con nít nó chơi. Ơi, chúng ta sang một cái sản phẩm tiếp theo, đó là một cái đồng hồ. Wow, mới bóc ra thôi mà đã nháy lép khí thế rồi. Đây là một chiếc đồng hồ mà không phải là đồng hồ điện tử nhưng mà là đồng hồ cơ và nó có led nháy 7 màu. Đây, đó, mới là cầm ra thôi mà đã nháy loạn xì ngầu rồi. Thấy không? Rất là đẹp. Rồi về cái dây đeo của nó thì chúng ta sẽ có cũng là dây đeo bằng nhựa thôi nhưng mà làm bằng chất liệu nhựa nhám. Có cái độ đàn hồi cũng khá là tốt. Nói chung là nó sẽ khá là thoải mái khi mà đeo bằng tay đấy. Ở đây chúng ta sẽ có vẫn có đục các cái nấc và vẫn có cái chuôi này để mình lắp. Tuy nhiên thì mình lại thấy là nó sẽ không có đục lủng hết mà nó sẽ chừa lại một lớp rất là mỏng ở đây. Đó, rất là mỏng ở trên phía dưới cái dây đeo này. Thì khi mà mình đeo vào mình phải dùng cái này mình đục luôn như thế này. Đó, mình đeo vào tới đâu thì mình dùng cái này mình đục luôn đây, nghĩ chắc là vậy. Đó, nó vẫn có xuyên qua nhưng mà có lẽ là phải ấn mạnh thì nó mới lủng được chứ nó không có đục thủng hẳn như những cái đồng hồ khác. Rồi chúng ta sẽ có một cái mặt đồng hồ được đính đá xung quanh luôn, tròn như thế này. Đính đá này chắc là giả thôi, bằng nhựa thôi chứ tất nhiên là không phải đá thật rồi. Tất cả đều làm bằng nhựa hết nha các bạn, không có phải bằng kim loại đâu, nó chỉ là bằng giả nhựa thôi, là giả kim loại thôi, bằng nhựa giả kim loại thôi. Ở xung quanh này chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa trong suốt. Đồng hồ thì mình thấy không có chạy rồi, kim dây kim phút gì đứng im hết. Cái này chỉ có nhấp vào cái nút này thì hình như là đèn led nó bắt đầu sáng lên, sáng đủ 7 màu luôn. Đó, nhấp nháy đủ 7 màu luôn. Đấy, khá là đẹp. Nhưng mà rất tiếc là cái kim dây kim phút này mình thấy nó không chạy nhỉ. À, mình vặn được đây, nếu mình kéo cái nút núm ở phía dưới này ra mình có thể điều chỉnh được cái thời gian như thế này. Ấn vào. Rất tiếc là khi mình ấn vào thì nó lại không có hoạt động, tức là kim dây nó cũng không nhảy, kim phút nó cũng không chạy luôn. Mình không hiểu là vì sao nữa. À, cái mặt đồng hồ này thì cố định rồi, không thể quay được. Mình không biết đây là mặt nhựa hay là mặt kính nhỉ. À, cái này chỉ là mặt nhựa thôi các bạn ạ. Sờ vào rất là nhựa luôn. Mình xem coi, nó vẫn có một cái lớp bảo vệ ở ngoài này đây. Đây, cái lớp này cũng là bằng nhựa thôi các bạn, không phải kính đâu. Nhựa thôi. Và cái độ gia công của nó thì cũng khá là... Mình thấy cái gia công của nó cũng khá là tốt đấy, thế không đến nỗi nào. Tuy nhiên thì mình lại không thấy là cái đồng hồ này nó lại không chạy giờ được, không biết là nó có tác dụng gì không hay là chỉ có làm cảnh thôi, chỉnh giờ được mà lại không chạy kim giờ với kim phút cũng không quay luôn.
mình cũng không biết là có cách nào để mà mở ra để mà thay pin hay không nữa, hay là nó chỉ để làm cảnh thôi không biết. Đó. Cái này làm cảnh thì cũng khá là đẹp đấy các bạn. Để mình thử đeo lên tay nhé. Đó, thì lên tay rồi đây, các bạn thấy sao? Cũng khá là đẹp đấy chứ. Nếu mà mình bấm vào đây, nó sẽ có led ngay. Ồ, khá là đẹp, giống như là siêu nhân gao vậy. Cái này mà mình thi vào ban đêm thì chết đấy. Vậy tóm lại chiếc đồng hồ này thì có khả năng, không biết là cái đồng hồ của mình bị lỗi hay là cái tất cả các sản phẩm đồng hồ này thì đều bị như vậy, thì nó sẽ không có quay được kim giây hay kim phút, mà nó chỉ sáng led như vậy thôi. À, cũng không biết cách nào để mở cái đồng hồ này ra để thay pin nữa. Cái dây thì nó cũng khá là tốt, mặt đồng hồ rất là đẹp, nói chung để trưng thì ok. Rồi bây giờ mình sẽ chắc cái này mình cũng đem đi cho con mình xài rồi. Rồi bây giờ mình sẽ sang cái sản phẩm cuối cùng trong cái bộ 100 ngàn mình mua từ Shopee. Thì đây là chiếc tai nghe On To gì đấy. Đó. Nó rất là nhỏ nhắn luôn và xinh xắn, màu trắng đen. Mình cũng không ngờ là nó lại to như thế này. Giá của nó thì cũng chỉ có tầm mấy ngàn thôi, thì chắc cỡ tầm giá này thì cũng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Cái tai nghe này để mình xem được coi. Ở đây thì chúng ta, các bạn có thể nhìn thấy là cái kích thước của nó chỉ bé trong lòng bàn tay mà thôi, không nhiều. Đó. Một cái bên tai này thì chỉ bé khoảng bằng hơn hai ngón tay một chút. Đấy. Và cái cần của nó thì rất là mỏng. Cái cần này để mà giữ cái bàn tay của nó thì nó là siêu mỏng luôn. Cái dây của nó cũng rất là bé nữa. Đó. Ở đằng này thì chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái tai nghe và hai miếng đệm. Hai miếng đệm này thì cùi bắp. Nó rất là mỏng. Nói chung là cái này cái gì nó cũng nhỏ và mỏng hết. Đấy, cả hai cái miếng, hai cái loa này nó cũng rất là nhỏ nữa. Ở đây chúng ta sẽ thấy hai cái màng để che phủ hai cái phone ở đây, hai cái loa. Đó. Rồi, vậy chúng ta sẽ thử xem cái phần để làm sao để đeo nha. Tại vì nó đang quay ngang như thế này, nhưng mà phải bẻ nó thẳng vào. Ui dồi, khiếp, nghe cái như là sắp gãy ở nơi đấy. Đấy, chúng ta sẽ bẻ vào như thế này để mà đeo lên đầu. Cái này thì mình nghĩ chắc đeo lên đầu cũng thuộc dạng đầu nhỏ thì mới đeo được thôi, chứ còn đầu to thì chắc không đeo nổi, sợ nó gãy mất. Cái chain này nó cũng khá là nhỏ. Đấy. Và cái dây của nó thì cũng phải đó, mình sẽ thử coi. Cái này nó mở ra được cỡ chừng này. Nếu như mà đầu to hơn nữa thì chắc mình nghĩ cái này nó không trụ được đâu. Đó. Chúng ta sẽ có một cái dây mỏng manh như thế này, dài khoảng tầm, dây này thì chắc khoảng tầm được cỡ mét, dở mét, và nó dùng chuẩn jack 3.5. Bây giờ mình sẽ thử cắm vào tai nghe, cắm vào trên điện thoại nghe thử nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cắm chiếc tai nghe này vào chiếc điện thoại iPhone 5S của mình. Sau khi cắm vào thì mình sẽ thử lên YouTube xem thử coi là nó có nghe nhạc ổn không. Đó, mình sẽ thử nha. Tìm một video cái này. Boss Gear. Ok. Ồ, mình đã thấy có phát ra nhạc từ tai nghe rồi. Sau khi mình đã đeo cái tai nghe này lên thì mình xin có một cái cảm nhận như sau. Đó là cái âm thanh của nó phải nói là như đó, nói chung là nó nghe rất là chán, giống như là mình đeo một cái tai nghe in-ear, tức là tai nghe nhét tai nhưng mà lại nằm ở phía bên ngoài vậy đó. Và hai cái này cũng khá là nhỏ, đeo khá là cấn tai, không phải là thuộc dạng vừa tai cho lắm. Mình thấy thì cái này nó còn có thể là mình kéo ra kéo vô được, cho nên là nó sẽ co giãn thêm được một đoạn nữa. Nên đầu mình rất may là vẫn có thể đeo vừa được cái này.
chứ nếu không thì có nghĩa là mình vứt luôn đó. Và cái này thì nó tiếc là nó cũng không hề có mít nữa, nó là cùi bắp. Nhưng cũng đúng thôi, tại vì nó cũng chỉ khoảng tầm mười mấy 20 ngàn thì không thể đòi hỏi gì hơn được. Mỗi lần mình bẻ cái này ngang vào hoặc là bẻ xoay ngược lại như thế này thì mình cảm giác nó rất là sợ, giống như là sắp đi họp rồi đấy. Ok, thì đây là những cái bài đánh giá về những cái món vật phẩm mà mình mua trên Shopee, giá chỉ dưới có 100 ngàn thôi. Đó, và những cái món này thì theo mình cũng không nên mua làm gì. Thà mình bỏ thêm một ít tiền nữa mình mua các cái món nào đó ngon hơn thì được. Chứ còn mua cái này về chắc cũng bớt đi thôi, không có tác dụng gì cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy video như thế này hay thì có thể cho thêm ý kiến về phía bên dưới bình luận của video này nhé. Và nếu như các bạn muốn mình review hoặc là test những cái sản phẩm nào thì có thể comment để mình sẽ cố gắng test. Tuy nhiên thì nó không được phạm đến phạm trù đó là bàn phím và chuột và tai nghe của hãng Boxgear, tức là của shop mình đấy. Đó. Thì mình sẽ mở ra một cái kênh riêng. Nếu mà anh em ủng hộ thì hãy like cho mình và nhớ subscribe. Thì mình sẽ ra sớm ra cái video chuyên về mẫu hộp những cái sản phẩm này thôi. Ok, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Mất luôn.